Xin chào anh chị em, thì chúng ta cùng chuẩn bị cho từng giao dịch mới. Thì hôm nay là tối chủ nhật, thì ngày mai bắt đầu mở cửa tuần mới. Thì anh chị em thấy phiên cuối tuần vừa rồi thị trường nó bắt đầu mở phiên nó giảm khá là nhiều, tuy nhiên cái tới cuối phiên thì đóng lại mức giảm thì còn âm 1.25 điểm, kèm với đó giá trị giao dịch là nó tăng khoảng 3% so với cây vol xanh phiên liền trước. Thì sau phiên đáo hạn phái sinh, chỉ số nó có cái sự giằng co khá là mạnh. Thì đây trên biểu đồ anh chị em thấy những cái lần mà mình đánh dấu là những cái lần mà anh em có thể tham gia, quay lại tham gia thị trường nó an toàn á. Thì mình đánh dấu trên đây là những lần mà cây giá nó bắt đầu nó có cây vol xanh nó cao hơn cây vol đỏ trước đó, thì thời điểm đó anh em mới mua nó sẽ rủi ro nó ít hơn. Thì bản chất hiện tại cái vùng này mình chưa thấy cây vol nào để anh chị em có thể mua, quay lại mua được, nên mình vẫn nói mọi người từ cả tuần vừa rồi chủ yếu là ngồi ngoài quan sát thôi. Bản chất anh chị em nhìn cái dữ liệu giao dịch trong tuần vừa rồi thì gần như nó không thay đổi bao nhiêu, nó chỉ thay đổi 0.16 điểm, chưa tới một điểm, tạo ra một cây nến mở cửa và đóng cửa cái thân rất là nhỏ. Cả tuần vừa rồi á, nếu mà anh chị em ngồi ngoài thì vẫn ổn chứ không vấn đề gì. Bản chất một số dòng nó cũng có cổ phiếu chạy, tuy nhiên mặt bằng chung tổng thể toàn thị trường thì vẫn là không có nhiều lợi thế. Thì cây nến hiện tại mình đã nói đã chưa có điểm mua, thì từ sau anh chị em vẫn chờ thôi. Nếu mà có một phiên nào đó mà xanh kèm với vol nó cải thiện hơn thì ok, anh chị em thấy giai đoạn này liên tục những cây nến đỏ là những cây nến lớn, còn cái vùng xanh là những cây nến nhỏ thì không có được đẹp. Nên là quan điểm của mình là vẫn chờ. Khi mà đầu tư thật sự nhiều khi mình không cần thắng liên tục quá nhiều, nhưng mà cần nhất là mình giữ được cái tiền, đó là thành công. Nhiều khi giống như trong đá bóng không thua đó là thành công, từ từ sẽ có cơ hội để anh chị em thắng, nên là anh chị em đừng có vội. Thì nhìn về các cái dữ liệu khác để mọi người có cái thông tin để tham khảo. Thì đây là cái dữ liệu mà theo dõi thị trường chung mình hay sử dụng. Thì anh chị em thấy là phiên cuối tuần vừa rồi thì nó được, nó cũng có cải thiện cái số cổ phiếu nằm trên MA 10. Tuy nhiên là cái số cổ phiếu nằm trên đường MA 50 thì nó lại giảm, và đường histogram của MACD bắt đầu nó cũng quay lại cái phiên giảm nè. Thì nếu mà như mình nói những cái clip trước á, có hai nhịp thì có cây này cây hồi đó là khá ok. Thì cây này nếu mà nó theo như cái chu kỳ cũ thì nó bắt đầu nó sẽ giảm. Thì thằng histogram này nó giảm trước, bắt đầu tới cái đường MACD nếu mà nó giảm luôn thì cái quá trình đi nó sẽ thường kéo dài chứ không phải một phiên nó đứt. Nếu mà như những lần trước mình nói á, điểm mua thật sự nếu mà canh những cái vùng bắt đầu quay đầu của cái đáy này, nó nhìn chị em thấy những cái lần trước cái đáy này á, là số cổ phiếu nằm trên đường MA 10 nó quay về còn có 12 cổ phiếu thôi, và phần trăm nó quay 6,59%. Tới cái đáy tiếp theo lần này á, là nó có cải thiện hơn một tí, phần trăm là nó được 12%, và số cổ phiếu nằm trên đường MA 10 là nó quay về tới 22 cổ phiếu và bắt đầu nó quay đầu lại. Thì tiếp theo cái đáy lần gần nhất thì cái số phần trăm nó quay tới 19.78%, là tương đương với 36 cổ phiếu, là nó không có giảm nữa, đâu nó quay đầu. Thì nếu mà hiện tại theo cái xu hướng này, nếu mà anh chị em nội si theo cái xu hướng này thì thời điểm hiện tại nếu mà số cổ phiếu nằm trên đường MA 10 nó giảm về còn khoảng 50 cổ phiếu đó. 50 cổ phiếu thì mình nghĩ cái vùng đó mua nó sẽ an toàn, và cái giai đoạn đó
rủi ro nó ít, nên anh em cố gắng chờ. Bản chất những lần trước á, khi mà số cổ phiếu quay về cái vùng hành đáy này mua, mình đã nói vài lần đó, nó cũng tương đối an toàn. Nếu mà có mua không đúng đáy cũng được, chỉ cần mua thời điểm đó anh em ít khi nào dính cắt lỗ. Thì đây là cái biểu đồ chung về theo dõi thị trường chung. Bản chất MA10 nó có hai phiên cải thiện, tuy nhiên cải thiện cũng không được bao nhiêu. Thì cái vùng này cũng mình thấy không có gì đẹp để anh chị em mua. Về nhóm ngành thì mình đi qua nhóm ngành xét trong cả tuần để nhìn cho nó tiện hơn. Thì đây là dữ liệu nhóm ngành theo tuần. Nếu mà anh chị em thấy thì trong tuần vừa rồi á, cái nhóm ngành mà tích cực nhất thì có thể xem là nhóm dầu khí. Nhóm dầu khí cả nhóm ngành nó trung bình cả tuần nó tăng được 4.71%. Thì cả von nó cũng tăng và số cổ phiếu trong nhóm ngành nó tăng cũng khá là tốt. Còn lại các cái nhóm ngành khác thì gần như là giảm hoặc là biến động ít. Thì một số ngành nó tăng nhẹ, như là nhóm công nghệ thì cũng tăng được 1.82% và von nó cũng tăng khoảng 43% so với tuần trước. Hoặc là nhóm điện, von nó tăng và nó không giảm. Còn đa phần các cái nhóm ngành khác á, nó giảm. Thì nhóm khí đốt này nó mình cũng theo dõi chung trong nhóm dầu khí này, mình phân nhỏ cái khí đốt ra thôi. Còn nhóm lớn ngân hàng thì cũng khá, tuy nhiên là cái số cổ phiếu trong nhóm ngành nó thì cũng không có gì, chỉ 50 50 tăng 50 giảm thôi. Bản chất trung bình toàn nhóm ngành nó cũng tăng được 1.18%. Vol nó cũng có cải thiện. Thì cái nhóm lớn ngân hàng nó cải thiện khá, nên là cái chỉ số nó không có bị cái nhóm bất động sản này đè. Thì hai cái nhóm này cũng ngân hàng thì nó lớn hơn một tí nên là nó cũng cân bằng được thị trường. Thì quay lại dữ liệu của tổ chức thì anh chị em thấy là phiên phiên cuối tuần thì tổ chức họ quay lại họ mua gồng khá là mạnh, là tới 980 tỷ nước ngoài. Thì trước đó bán gồng và mua gồng xen kẽ liên tục, thì nước ngoài quay lại mua mạnh và tự doanh trong nước thì phiên cuối tuần họ không có mua nhiều. Tuy nhiên hai phiên trước là họ mua gần 400 tỷ. Thì mình có nói là tổng mà tổng tổng của tự doanh mua mua gồng từ thời điểm này, thời điểm 25 từ thì ngày 26 là từ vùng này tới vùng này, thì tự doanh họ mua khoảng 310 tỷ, và nước ngoài họ đang tính cổng từ đây họ mua khoảng 57 tỷ. Thì đây là cái dữ liệu của tổ chức. Thì tuy nhiên phiên cuối tuần cũng cũng là một cái phiên mà lực mua chủ động nó cũng chưa có nhiều, nó vẫn còn yếu thế hơn so với bên bán. Tổng thể cuối phiên được kéo, tuy nhiên là đối với mình chưa có cái gì tích cực hết. Thì bây giờ mình đi vào bộ lọc để mình tìm những cổ phiếu để anh em tham khảo thử. Thì trước tiên mình quét vào những cái mình đi lại nhìn lại những cái mã mà mình thời gian gần đây mình kêu anh em quan sát á. Thì như CTG phiên cuối tuần nó cũng tăng được 1.5%, Hằng Bao này nó cũng tăng được 0.7%. Tuy nhiên cái cây nến nó tạo gâu trên khá là dài. Mặc dù tăng giá nhưng mà cái nến này mình nghĩ nó còn đi ngang này khá là dài. Mặc dù von von lớn thì giai đoạn này chưa có gì xấu, nhưng cái câu trên này khá là dài cũng thằng Gimidep. Thì sau phiên trước nó tăng 2.4% thì phiên cuối tuần nó lại giảm lên 1.4%, kèm với von von nó giảm mạnh. Thì cũng sau cái cây tăng mạnh mà von giảm mạnh thì nó báo tín hiệu không có được đẹp. Tuy nhiên cũng tín hiệu này cũng không phải xấu, nên anh em cũng có thể theo dõi tiếp cái con này được. Dabaco thì phiên cuối tuần tăng tới 4.9%.
BHG cũng tăng 4.1%. BET thì vẫn còn ok, chưa có vấn đề gì. C4G thì tăng 2.4%. HCM cũng tăng 0.4. Thì con đạm Cà Mau nó giảm 1.5% mà vol nó cũng tăng khá là mạnh, nên trong cái list này chắc mình bỏ cái mã đạm Cà Mau này ra khỏi cái list để không. Nói chung hệ thống nó còn ok, anh em cũng có thể nương tình để nó lại đi, chờ chờ thời gian thử. Thằng VIP này thì cũng còn ok, CTF thì ổn. Đạm Phú Mỹ thì xấu tương tự như thằng đạm Cà Mau, mà cái tín hiệu nó bắt đầu đi xuống là chắc cái mã này mình short khỏi cái list nha, khỏi quan tâm nữa. L14 có phiên giảm mạnh mà tín hiệu nó báo bán cắt lỗ luôn. Thì cái mã này đúng là giai đoạn này mình chỉ quan sát, mình không có mua, nên nó báo xong thì xóa khỏi danh sách, khỏi theo dõi nó đi. Mã thằng Taco này nó cũng tăng được 1.2%. VGI cũng ok, thì hiện tại còn lại những mã này tiếp theo mình lọc tìm thử coi phiên cuối tuần những mã nào để đưa vào lựa nữa. Thì anh chị em khi mà thị trường nó quay lại ok, mình quay lại những cái mã mà mình đã lọc, mình theo dõi hàng ngày, mình tìm hiểu kỹ, thì mình mua nó cơ hội thành công nó cao hơn. Phiên cuối tuần nó cũng xuất hiện ba mã hoa sen, SHS và CTS, thì mình quay lại mình xem thử những cái mã này. Thì hoa sen phiên cuối tuần giảm kèm với vol nhỏ cũng không có cái vấn đề gì quá xấu đối với con này, mà con này nó quay lại tín hiệu mua, thì anh chị em cũng tham khảo. Tuy nhiên cái mã này giai đoạn gần đây khi mà mua là dính cái tín hiệu nó nhảy liên tục, nên là mua là phải bán, mà bán toàn lỗ khá là nhiều, 4-3 lệnh liên tục là dính lỗ, lệnh gần nhất lỗ 4.1%, lệnh kế đến lỗ 3.4%, lệnh gần đây nhất lỗ 6.6%. Tuy nhiên cái lệnh lãi trước đó tới 67%, thì anh chị em nếu mà có đánh thì phải chấp nhận rủi ro lỗ thì cắt. Lệnh lãi trước đó nữa lãi 23%, còn ba lệnh gần đây lỗ liên tiếp thì bây giờ nó cho tín hiệu nữa, thì thị anh em bản chất về cái hành động giá biểu đồ MACD này nó vẫn đang cắm xuống, là nên là cái mã này theo dõi thôi. Khi nào mà mua thì quay lại, khi nào mà nó quay đầu có tăng là anh em hãy tham gia. Quan trọng cái MACD nó ít khi nào mà nó đi một phiên nó dừng lại, ví dụ anh em thấy giai đoạn chỉ có giai đoạn giật này nó mới đảo liên tục, còn nếu mà có xu hướng thật sự nó đi khá là nhiều phiên. Thì đây nó bắt đầu nó đỏ cũng 3-4 phiên rồi, nên hiện tại cái mã này cũng cũng chờ. Thì cái vùng này vol nếu mà cái đang giảm mà cái vol nó ở đây nó còn nhỏ vậy thì cũng mình nghĩ cũng ok. Đối với cái mã này thì quan sát mình để vào luôn, thì nhiều nhiều một tí cũng được, sau này nếu mà cần mua thì lọc lại nó dễ hơn. SHB thì nói chung cái tín hiệu này cũng khá ổn, liên tục những cây vol xanh mà
tăng cao ở cái vùng này và hệ thống nó báo mua. Thì cái con này mua bán cũng gần đây, những lệnh gần đây cũng xen kẽ lãi lỗ. Lệnh lãi gần đây nhất thì lãi cũng được 16,8%, lệnh trước đó lỗ 5,9%, lệnh trước nữa lãi được 6,5%, lệnh trước nữa thì lãi được 1,3, lệnh trước nó cũng lãi được 11%. Nói chung cái mã này thì cái mức lãi lãi lỗ nó xen kẽ quanh quanh đó. Tín hiệu hiện tại thì cũng cũng ổn đó. Nên là nếu mà không gì mình cũng đưa nó vào để quan sát luôn. CTS thì cũng vùng này cũng ok để xem hệ thống này. Cũng cho tín hiệu mua và thằng MACD nó cũng bắt đầu có cái quay đầu. Thì tín hiệu nó cũng có sự cải thiện này, cái con này nếu mà thị trường quay lại thì anh em mua có thể mua sớm được, không cần chờ như hoa sen. Bản chất hoa sen cái đường giá nó còn đi xuống, còn CTS này giá nó đã quay đầu đi lên rồi. Thì vẫn là lịch sử nó, con này cũng vẫn lãi lỗ xen kẽ, ví dụ lệnh lần nhất cũng lãi được 21,2%. Thì anh chị em nếu mà theo hệ thống thì tham khảo thử. Bản chất một hai phiên nữa thì thằng MACD nó cắt lên thì nhiều anh em theo cái chỉ báo này, này theo trường phái MACD người ta thích thì người ta vào. Tuy nhiên thị trường chung mình nói đó, hiện tại mình vẫn không có ủng hộ cái chuyện mua mới, mình thích an toàn hơn. Thì mình đi lọc vài cái bộ lọc nữa để lựa cái cổ phiếu để theo dõi thôi. Thì phiên cuối tuần xanh và vàng nó chiếm ưu thế. Thì OGC và L14 này nó xác nhận là hai cái thằng này xấu. FPT FPT nó cũng đánh giá xấu, là mình xem thử coi nó. Thì phiên cuối tuần nó, nếu mà cây nến này ở trong phân tích mẫu hình nến thì nó xe nó kêu là nến treo cổ, nó đỉnh nến treo cổ thì cũng nói chung là tín hiệu cũng không đẹp á. Liên tục những cây này cảnh báo ở đây nó có dấu mũi tên thì mình nghĩ bỏ qua cái mã này, chờ nó về đâu vùng dưới đây thì hãy tham gia lại. Những lần nó xuất hiện cái mũi tên đỏ nè. Đa phần là nó xuất hiện cái mũi tên đó sẽ có cái nhịp giảm, nên là cái mã này nếu mà anh chị em để ý nó thì chắc cũng bỏ nó qua bên. Thì một số mã mình khi mà mình tham gia, mình thích những cái mã mà nó dự báo test cung á. Giả sử anh em mua không có tăng liền, nhưng mà khi mà hàng về đa phần có lãi, với lại nữa là mình không có đuổi theo giá. Những cái cây mà nó báo tín hiệu thì dừng bò này phần đông ngày mai nó sẽ tăng giá, nó sẽ tăng những phiên tiếp theo. Tuy nhiên nó một cái điểm xấu, giả sử như thị trường mà nó không thuận lợi, mình mua theo đuổi theo giá, khi mà nó quay đầu thì dính nặng. Còn những cái điểm mà cạn cung này thì được một cái là mua thường có khi ngày mai nó sẽ giảm giá, ngày mốt nó cũng giảm giá, nhưng mà hàng về anh chị em lại có lãi. Thì mình quay qua bên đây mình xem thử những cái mã này nó như thế nào để có lọc lựa được gì không. HAH cơ bản nó đi liên tục cái đoạn này, nói chung liên tục những cái cây nến đỏ lăn tăn, bây giờ nó đã xuống hơn cái vùng 40 mình nói này, mà mình cũng mới đẩy con này ra khỏi list thành lý nữa, nên cũng từ từ đi. Đức Giang FGT này mới đúng là
mới đúng là cạn cung. Phiên giảm trước đó nó tăng mạnh, sau sau đó nó giảm tới 65% và nó giảm hơn trung bình 10 phiên tới 32%, và cây nến tiếp theo nó cũng cái mức giá rất là thấp ở cái vùng này, thì mình nghĩ con này nó ở cái ngưỡng hỗ trợ ok, thì mình nghĩ cũng đưa vào để theo dõi. Thằng này thì ở trong danh sách có nó rồi, HAG cũng cái vùng này cũng ok, lăn tăn ở đây khá là lâu rồi. Bản chất cái mã này cũng theo dõi được, bỏ vào luôn. Đất xanh thì sau 2-3 cây xấu thì cái cây này nó cũng báo test cung, tuy nhiên là mọi nếu mà nhìn ngắn đây giống như Vinin Death mà khi mà mình tham gia mình hay nói đó, chừng nào cây xanh này mà nó một cây von xanh giá tăng mà nó phải lớn hơn những cây cây đỏ gần nhất của nó thì anh chị em tham gia nó mới hy vọng mới an toàn. Còn ở đây chưa có gì để thằng VCG này thì cũng ok, cái vùng này liên tục nó báo, nói chung tín hiệu này và được, cái thằng con này mình đưa vào theo dõi luôn, xem bên hệ thống thử. Đất xanh thì vẫn đang ở cái vùng mua cách đây khá xa, tín hiệu nó có phiên cải thiện. Thằng HAG thì mới bán đây, thằng Taco này nếu mà nó còn giảm phiên nữa thì cái tín hiệu hệ thống này nó sẽ báo con này dính bán. Thì HAG cũng chỉ quan sát chờ thôi, thì nó chừng nào nó cải thiện nó quay lên, hệ thống nó quay lên thì mình quay lại mua. Mình cũng đưa cái thằng đất xanh này vào quan sát luôn, để đây để mai mốt lọc cái danh sách này để đem ra lựa lại. Thì trong đây hiện tại nó có 19 cổ phiếu, thì mỗi ngày theo dõi lọc và thêm bớt vào để anh em lựa chọn. VCG này mình nghĩ nó cũng ổn chứ không gì bỏ vào luôn. Bản chất hiện tại chưa mua nên là cái list này cứ để vào để lọc lại sao. Thì mình lọc vài cái hệ thống về xu hướng thử. CTG là cũng cái con này thì nó biến động khá là ghê, thì giai đoạn gần đây nó quay lại được chín cũng được mười mấy tỷ, còn trước đó thì 9-10 tỷ, nên nói chung là một con nhỏ. Con này giờ cũng khá là ít tiền tham gia nên bỏ qua bên, thì bà tạm thời hiện tại chắc hôm nay chỉ lọc ra bao nhiêu cổ phiếu thôi. Thì hiện tại cái list cũng nó có khoảng 20 cổ phiếu, thì lựa chọn ở trong đây để sắp tới là chủ yếu lựa chọn trong đây để anh em nếu mà thị trường nó ok quay lại thì mua trong đây là chính. Bản chất hàng ngày mình soi trong đây là mình lựa ra. Thì chắc là hôm nay mình dừng cái clip ở đây, hy vọng qua tuần sau có vài cái tín hiệu cải thiện để anh chị em vào là cơ sở, còn nếu không thì anh chị em cứ tham gia phái sinh thôi. Bản chất hiện tại cũng không cần
gấp không có cần gì hết. Có một cái nếu mà anh chị em đọc sách á, có trường phái nó nói về cái tỷ lệ 1:1 á, những cái nhịp là tăng nó sẽ thường nó sẽ tương đương với nhau về thời gian và cái biên độ á, thì có thể thằng này nó còn, tuy nhiên thời gian thì nó đã bằng rồi, còn cái biên độ thì có thể nó quanh quanh, có thể nó kéo lên đầu ngang cái đỉnh của cây nến cũ này, nó lại sập sình. Bản chất thị trường thế giới cái phiên cuối tuần nó cũng hết đẹp, nó cũng đứng lại và nó có cái mức giảm nhẹ so với những cái phiên đột biến 2-3 bữa trước, thì nên là hy vọng anh chị em kiên nhẫn được. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip.